Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. TBS Rockset 125/2024. Khá nhiều công nghệ đều có khiến nhiều người tiêu dùng quay lưng với cái chiếc Future 125. TBS Rockset 125/2024 sau khi có mạng ra mắt tại Việt Nam đã trở thành một cái đề tài của rất nhiều cái cuộc bàn luận sôi nổi khi được so sánh với cái chiếc Future 125 của hãng Honda. Chúng đều nằm trong cái phân khúc xe số 125cc, hiện tại không có nhiều hữu cạnh tranh. Và liệu cái chiếc Future 125 có bị lép vế khi so sánh với cái chiếc Rockset 2024? TBS Rockset 125/2024 so cho mình cái kiểu dáng trẻ trung hơn nhưng chưa được yêu thích bằng cái chiếc Future 125. Rockset 125/2024 là một trong những cái dòng xe con tay trẻ trung xấu cho mình cái kiểu dáng góc cạnh vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên do vừa mới xuất hiện nên việc thiết kế của cái mẫu xe này vẫn chưa được nhiều người tiêu dùng Việt đánh giá cao, bởi vẫn còn quá là mới lạ và cần một khoảng thời gian để chúng ta gần gũi nếu xuất hiện thường xuyên hơn trên đường phố. Cái chiếc Future 125 thì đã trở thành một trong những cái dòng xe số quốc dân tại thị trường Việt. Dù đã ra mắt từ năm 2018 nhưng ngoại hình của chiếc Future này vẫn hiện tại được đánh giá rất cao cho một phong cách thanh lịch sang trọng. Dễ dàng được số đông người tiêu dùng ưu ái về mặt dễ dàng hơn là một cái dòng xe mới xuất hiện như cái chiếc Rockset 2024. Rockset 125/2024 và Future 125 hơn kém nhau thế nào về mặt trang bị? Cái phần đèn lái của chiếc Rockset 2024 dù mới được ra mắt thị trường nhưng cái cụm đèn lái của chiếc Rockset 2024 đã không hiện đại bằng cái chiếc Future 125 khi vẫn tận dụng cho mình cái bóng đèn halogen. Trong khi đó, cái chiếc Future 125 dù chỉnh làng vào năm 2018 nhưng đã được hãng Honda trang bị cho mình hệ thống đèn LED tiên tiến với một cái giao diện bên ngoài hiện đại hơn, bền bỉ và tiết kiệm năng tốt hơn. Nó không gây nóng chó như cái bóng đèn halogen truyền thống. Nhưng bù lại, Rockset 2024 sẽ vượt trội hơn cái chiếc Future 125 ở những cái trang bị như cái cụm màn hình hiển thị. Trong khi cái chiếc Future 125 thì vẫn tận dụng cho mình cái đầu mục Unlock, thì cái chiếc Rockset 2024 đã có tích hợp màn hình LED trong cái mặt đồng hồ, đem tới những trải nghiệm quan sát là thu hút mắt hơn và khiến chân lái trở nên là hiện đại hơn. Một cái điểm nổi bật nữa của chiếc Rockset 2024 đó chính là một trong những tiện ích giải trí rất thú vị nằm ở cái lườn giữa của chiếc xe, bao gồm một cái cổng sạc năng lượng USB cung cấp cái khả năng lượng cho những cái thiết bị khác nhau, cho một hệ thống âm thanh giải trí cũng khá ấn tượng. Cái mẫu xe này có thể kết nối với kênh FM để người lái có thể chạy xe vừa nghe radio. Ngoài ra còn xuất hiện thêm cái cổng USB nữa để lúc chúng ta phát nhạc, hoặc là người lái có thể sử dụng cái điện thoại kết nối với nhạc thông qua cái cổng Bluetooth. Cái dàn chân của chiếc Rockset 125/2024 lẫn cái chiếc Future 125 đều được trang bị cho mình cái hệ thống thắng đĩa trước thắng sau đùm. Cái chiếc Rockset thì chỉ có duy nhất một cái phiên bản là bánh mâm, nhưng cái chiếc Future 125 thì vẫn được phân phối ở Việt Nam với hai phiên bản bánh mâm và bánh cầm song song để người dùng có nhiều cái sự lựa chọn theo cái thích cá nhân. Cái phụ của chiếc Rockset 125/2024 sở cho mình chèn chân ở phía sau rất là chất lượng với cái phụ nhúng bình dầu khí nén hầm hố. Cái chiếc Future 125 thì sẽ có cái phụ lò xo chủ đôi, vậy sẽ có hơi thua thiệt về cái tính thẩm mỹ khi chúng ta đặt cạnh cái chiếc Rockset 2024. Cái phần động cơ của chiếc Rockset 2024 và cái chiếc Future 125. Động cơ của chiếc Rockset 125/2024 có cái dung tích là 124,5cc, cho ra công suất rơi vào khoảng là 9,2 HP, đạt ở ngưỡng tua máy là 7.500 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 9,8 Nm tại ngưỡng tua máy là 5.500 vòng trên phút. Liên hợp của cái mẫu xe này có kết cấu vô cùng là thú vị với hộp số 4 cấp, có thể bóp con hay không bóp con đều vô số được, đặc biệt là khi đi chậm sẽ không gặp hiện tượng bị tắt máy, còn lúc bóp con lên ga sẽ là không chạy. Còn cái động cơ của chiếc Future 125 thì được trang bị cho mình động cơ dung tích là 124,9cc, có thể tạo ra cái công suất đại là 9,5 HP, đạt ở ngưỡng tua máy là 7.500 vòng trên phút. Trong khi mô men xoắn cực đại là 10,6 Nm tại ngưỡng tua máy là 5.500 vòng trên phút, được chỉ dẫn qua hộp số 4 cấp lực con tự động. Về mặt giá bán, cái chiếc Rockset 125/2024
có mức giá bán hấp dẫn hơn cái con số chỉ ở mức là 25.800.000 đồng. Khi mua còn áp dụng chế độ hậu mãi là bảo hành 3 năm hoặc là 30.000 km. Còn cái chiếc Honda Future 125/2024 sẽ được áp dụng chế độ bảo hành 3 năm hoặc là 30.000 km, nhưng lại có mức giá bán đắt hơn cho 3 phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn là bánh cầm, mức giá là 30.500.000 đồng. Trong khi cái chiếc Future 105 phiên bản là bánh mâm với mức giá là 31.700.000 đồng. Future 125 phiên bản đặc biệt thì mức giá mắc nhất 32.200.000 đồng. Hoàn toàn không khó để nhận ra cái chiếc Roadster 2024 có chút lợi thế hơn và có một sự chú ý hơn về mặt giá bán khi nó thấp hơn cái chiếc Future 105 cùng với nhiều cái trang bị cũng hiện đại hơn. Tuy nhiên, cái mẫu xe này gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với cái chiếc Future bởi vì là vẫn một cái tên là vô cùng mới mẻ khiến những người tiêu dùng đắn đo khi lựa chọn. Cái chiếc Future 105 tuy mức giá bán mắc hơn nhưng có cái cụm đèn LED xịn sò và có thiết kế dễ nhìn hơn và một hệ thống cái rộng khắp ở các tỉnh thành nên gặp hư hỏng thì cũng dễ dàng sửa chữa và tìm mua phụ tùng nhiều hơn khi xuất hiện cũng rất lâu ở thị trường Việt Nam. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp, nhớ like, subscribe. We'll be right back.